Các máy bay của Vietjet có độ tuổi bao nhiêu? Tuổi của máy bay là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong vận tải hàng không. Vietjet đang là hãng bay sở hữu đội hình máy bay trẻ và khỏe hàng đầu thị trường hàng không, không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới. Dẫn đầu đoàn chim sắt, Vietjet hiện sở hữu 80 máy bay, hầu hết mới 100% và có tuổi trung bình là 2,7 tuổi. Hầu như mỗi tháng Vietjet đều đón máy bay mới xuất xưởng và là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam và một số ít trong khu vực sở hữu dòng máy bay Saklis A320 hiện đại. Mới nhất của Airbus cũng là hãng đầu tiên khai thác dòng tàu bay A320 và 321 neo tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Trong hội thảo ngành hàng không Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0 hồi tháng 9 năm Phó trưởng Ban Kinh tế Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam, Nhấn mạnh về xu hướng phát triển các đội bay hiện đại cần hội tụ các tính năng ưu việt, giảm tiếng ồn, khí thải, thân máy bay là vật liệu nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, bay tầm xa và đáp ứng được nhu cầu vận chuyển ngày càng gia tăng. Ngày 26 tháng 9, Vietjet chính thức đón thêm máy bay Airbus A321neo ACF với sức vận chuyển 240 khách đầu tiên trên thế giới gia nhập đội bay của mình, tiếp tục trẻ hóa đội hình máy bay. Máy bay A321neo ACF giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 16%, tiết giảm tiếng ồn tới 75% và lượng khí thải ra môi trường tới 50%. Trước đó, máy bay mang số hiệu VN646 thuộc dòng A321neo động cơ thế hệ mới từ Hamburg, Đức về tới Tân Sơn Nhất, đánh dấu cột mốc quan trọng của Vietjet trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới vận hành thế hệ máy bay mới nhất của Airbus với động cơ UTS của Pratt và Whitney. Ông Fabrice Bretier, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch mảng máy bay thương mại của Airbus, cho biết máy bay A321neo có sức chứa lớn hơn với chi phí vận hành thấp nhất so với các máy bay cùng loại, mang đến hiệu quả khai thác vượt trội. Về độ tin cậy kỹ thuật, một trong những chỉ số quan trọng nhất đối với ngành hàng không, các hãng của Việt Nam đều duy trì ở mức cao trên 99%. Trong đó, Vietjet là một trong những hãng hàng không thường xuyên cập nhật độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%, cao nhất tại Việt Nam và thuộc nhóm cao nhất trong các hãng hàng không khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Vietjet hoạt động theo chuẩn mực quốc tế cao nhất, cụ thể là tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của nhà chức trách hàng không châu Âu, ISA, nhà chức trách hàng không Mỹ, FAA và Cục Hàng không Việt Nam. CAV, trong đó bao gồm cả việc phê chuẩn máy bay khai thác. Cũng theo ông Đinh Quang Toàn, để làm chủ được các phương tiện hiện đại trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, các hãng hàng không cần đầu tư song song về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực tương ứng để có thể tiếp nhận và chuyển giao dần những tính năng khoa học, công nghệ cao hiện đại được trang bị trên các dòng phương tiện để khai thác hiệu quả các đội máy bay trên thị trường hàng không. Vietjet là một trong số ít những hãng hàng không trên thế giới chi mạnh đầu tư cho đội máy bay mới, hiện đại với tiêu chí an toàn được đặt lên hàng đầu và thân thiện với môi trường. Vietjet ký biên bản ghi nhớ và hợp đồng đặt hàng gần 400 máy bay Boeing và Airbus thế hệ mới nhất. Giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, Vietjet Air sẽ chào đón hơn 100 máy bay mới gia nhập vào đội hình trẻ và khỏe của mình thông thường các hãng hàng không sẽ chọn cách thuê hoặc mua lại máy bay cũ nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cách làm này lại mang đến những bất lợi khi gia tăng chi phí thời gian sửa chữa bảo dưỡng gây ô nhiễm môi trường và những trải nghiệm bay không thực sự thoải mái cho hành khách vietjet chọn con đường ngược lại hãng hàng không thế hệ mới này bằng năng lực và kinh nghiệm của những người lãnh đạo đã có những đơn hàng đặt mua máy bay mới hoàn toàn và hiện đại Chính cách làm này là một trong những lý do để Vietjet có thể phát triển nhanh. Đội máy bay mới giúp hãng tiết kiệm được chi phí và thời gian trong việc sửa chữa, bảo dưỡng, tiết kiệm. Năm 2021, Vietjet cũng đã nhanh chóng chuyển đổi cấu hình máy bay hành khách sang vận tải hàng hóa. Doanh thu vận tải hàng hóa trong và ngoài nước tăng 16% thông qua các thỏa thuận liên danh. Vietjet cũng đã nâng cấp hệ thống đặt giữ chỗ tự động phục vụ hoạt động khai thác hàng hóa. Chiến lược mở rộng và tăng hiệu quả dịch vụ vận chuyển hàng hóa cũng được hãng hàng không nhấn mạnh. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air nói rằng, bên cạnh hoạt động kinh doanh hàng không, công ty cũng tiến hành các hoạt động đầu tư khác. Trong đó có những tài sản bất động sản đã bán với giá thị trường, sau đó thuê lại từng phần tùy theo nhu cầu để thu lại đồng vốn bằng tiền mặt. Từ tiền mặt này, Vietjet Air cũng tìm kiếm phương án đầu tư để có được khả năng sinh lời tốt hơn. Đây cũng phải là các phương án có tính thanh khoản tốt để khi có nhu cầu tiền mặt có thể huy động được ngay. Bà Thảo cho biết trong quý 1, Vietjet Air đã huy động toàn bộ nguồn vốn công ty chuyển vào đầu tư một số giấy tờ có giá có độ an toàn và tỷ suất lợi nhuận hợp lý hoặc các dự án đầu tư có khả năng đem lại hiệu quả lợi nhuận. Tức là chúng tôi đầu tư vào một dự án đang phát triển, căn cứ theo dự báo, cam kết của chủ đầu tư có hiệu quả. Khi dự báo lượng tiền mặt trên thị trường có xu hướng tăng lên, đầu tư vào các giấy tờ có giá như chứng khoán, trái phiếu, vốn chủ hoặc các dự án bất động sản đều có triển vọng tăng trưởng. Thực tế dự báo của chúng tôi đã được thị trường xác thực đúng đắn. Khoản đầu tư của Vietjet đem lại hiệu quả về tài chính, đóng góp vào kết quả tài chính của công ty, CEO Vietjet phân tích. Vietjet E được cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ. Theo bà Hồ Ngọc Yến Phương, giám đốc tài chính Vietjet, các phương án chuẩn bị nguồn vốn đã được hãng hàng không chuẩn bị từ cuối năm 2020 và nhận được một số bản trào liên quan đến cổ phiếu và trái phiếu. Hiện tại, các nhà đầu tư từ Hàn Quốc và Hồng Kông đang quan tâm đầu tư vào Vietjet. Vietjet cũng có kế hoạch phát hành 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu riêng lẻ hoặc niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế với thời hạn dự kiến 5 năm. Vietjet nằm trong số các hãng hàng không có năng lực quản lý và tối ưu chi phí hàng đầu thế giới, cũng giống như Vietnam Airlines. Vietjet triển khai các chương trình cắt giảm, tối ưu chi phí khai thác theo giờ bay. Đang chú ý, Vietjet thành lập công ty tự phục vụ mặt đất tại nội bài giúp tiết kiệm chi phí này. Vietjet triển khai thành công việc hợp tác mua chữ và tra nạp nhiên liệu bay vào thời điểm giá nhiên liệu lao dốc. Điều này giúp giảm chi phí nhiên liệu bay 25%. Các giải pháp kỹ thuật tối ưu hóa tiết kiệm nhiên liệu trên 8 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn COVID-19 kéo dài, Riêng với Việt Nam Airlines nhà nước còn đóng vai trò là chủ sở hữu hơn 86% cổ phần. Chính phủ đã có các giải pháp giảm thuế nhập khẩu nhiên liệu bay, thuế bảo vệ môi trường, giảm phí cất hạ cánh, chi phí điều hành bay, giãn hoãn thuế và các chi phí khác. Ban lãnh đạo Vietjet tin rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ với ngành hàng không trong năm 2021 này. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế hỗ trợ lãi suất 0% cho các khoản vay ngắn hạn và có thanh khoản trong 12 tháng. Các khoản vay gia hạn được hỗ trợ lãi suất 45%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi thông tư cho phép kéo dài hỗ trợ giảm 50% phí cất hạ cánh, kiến nghị tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, giải pháp khác về tín dụng để ngành hàng không hồi phục nhanh nhất. Ông Đinh Việt Phương Phó Tổng Giám đốc Vietjet nói rằng, Hỗ trợ lớn nhất mà ngành hàng không có thể nhận được là toàn bộ hệ thống chính trị đang quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chủ tịch Việt Nam Airlines ông Đặng Ngọc Hòa hy vọng và quyết tâm rất lớn của chính phủ về chiến dịch vaccine. Dự kiến cuối quý 3 quý 4, Việt Nam sẽ tiêm được cho phần lớn dân số và ngành hàng không bắt đầu hoạt động trở lại. Việt Nam Airlines đang báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Chính sách Vĩ mô với ngành để làm sao thị trường hàng không trong nước phục hồi thì rất cả các hãng có đủ nội lực năng lực tài chính đủ để có thể cạnh tranh với các hãng trong khu vực và thế giới